mùa an cư thứ 11 năm 577 trước Tây Lịch. Với Đại Đức Nanda và Sayyi Rahula, thấy thời tiết đang còn mát mẻ mà công việc tăng ni hai viện đã có chư vị trưởng lão chăm sóc vững vàng, nên Đức Phật lại ôm bát lên đường. Ngài cũng khuyên các bậc thánh vô lậu có thắng trí nên phân bố đi các nơi, nhất là tu viện lớn tại Kosambi Vesala Rajagaha. Thế rồi Đức Phật đã cùng một nhóm hội chúng chừng 500 vị, trong đó có Ananda, Nanda, Rahula cùng thị giả Nagita chậm rãi rời Savatthi. Dịp này Đức Phật cố ý chăm sóc, giáo giới thêm cho tỳ khưu Nanda và Sayyi Rahula. Trên đường, Đức Phật quan sát tỳ khưu Nanda, thấy ông hoàng này đã toát ra sự trang nghiêm, lặng lẽ và tự chủ trong những oai nghi khi đi trì bình khất thực, khi dưới cội cây hoặc khi ngủ nghỉ, chứng tỏ đã an trú được trong hiện tại, nên gặp khi phải thời, Ngài nói. An trú trong hiện tại thì được rồi, nhưng hiện tại ấy là cái gì vậy, này Nanda? Là trong từng hơi thở, bạch Đức Thế Tôn. Trong từng hơi thở thì được rồi, nhưng chỉ thuần là hơi thở mà thôi sao? Thấy tỳ khưu Nanda có vẻ suy nghĩ, Đức Phật biết là cần phải giải thích rõ hơn, nên Ngài nói tiếp. Hãy tư tác điều này như là kim chỉ nam của định và tuệ. Này Nanda, nếu thuần là hơi thở thì có khuynh hướng lắng dứt, tịnh chỉ. Nếu vừa hơi thở, vừa mắt thấy sắc, vừa tai nghe âm thanh thì có khuynh hướng quán chiếu, minh sát, này Nanda. Tâu vân, bạch Đức Thế Tôn, đệ tử cũng biết vậy nhưng mà chưa minh giải rõ ràng được. Ví như không chỉ mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh mà còn cả những cảm thọ, những tưởng tri, những tâm hành và những nhận thức nữa. Đúng vậy, nhưng mà rồi sau đó ra sao nữa, này Nanda? Thưa, bao giờ biết rõ, thấy rõ được thực tánh, như tánh, không tánh của tất cả chúng, tất cả pháp. Đúng vậy, thật là chính xác, nhưng thực tánh như tánh không tánh ấy là cái gì vậy, này Nanda? Thưa, là bản chất thực vô thường, bản chất như thực Dukkha, bản chất như thực vô ngã của tất thể pháp, bạch Đức Tôn Sư. Ồ, ông đã lập ngôn rất đúng. Tuy nhiên cái lập ngôn rất đúng ấy chỉ mới là cái vỏ cây, cái da cây, chứ chưa phải là cái tinh lõi. Hãy rời bóng mới thấy hình, hãy liền ngón tay mới thấy mặt trăng, này Nanda. Tỳ khưu Nanda rúng động cả châu thân. Sau đó mấy hôm, Đức Phật thấy tỳ khưu Nanda miên mật công phu hành trì, ngồi thiền suốt đêm, kinh hành suốt đêm, với khuôn mặt tỏa sáng, lạc hỷ. Đức Phật biết rõ ông ta đã đi thêm được một bước nữa trên lộ trình thánh quả. Sayyi Rahula đã 16 tuổi rồi, đã tỏ ra sự chín chắn, chững chạc hiếm có. Suốt 9 năm qua, Đức Phật chỉ chính thức giáo giới mấy lần, nhưng Ngài biết rõ là hai vị đại đệ tử Sariputta và Mahamoggallana đã thay phiên nhau chăm sóc chú Sayyi này rất chu đáo. Hôm dừng chân tại đại viên Nikrodharma tại Kapilavastu, thấy Rahula cứ chăm chú nhìn Ngài mãi, Đức Phật hỏi: "Vì vậy, Rahula?" Thưa đệ tử sực nhớ lời Đức Thế Tôn khiển trách mấy năm về trước. "Ồ, có phải là sắc không?" Đức Phật mỉm cười nói tiếp: "Cái sắc của Như Lai không còn như thuở trước nữa, có phải thế không? Năm nay Như Lai đã 46 tuổi rồi." Sayyi Rahula mỉm cười tự tin: "Không, cái sắc của Đức Thế Tôn còn đẹp hơn cả lúc xưa nữa. Cái độ tuổi này của Đức Thế Tôn dường như cái gì cũng đang toàn mãn. Tuy nhiên trong tâm tư đệ tử hiện giờ không đơn giản nghĩ về sắc ấy. Nó là cả một trời liên tưởng khá lộn xộn. Là vậy mà không phải vậy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật cảm giác rất thú vị vì qua đôi mắt, cách nói, ý tưởng chứng tỏ Rahula đã trưởng thành thật rồi, trưởng thành về mọi phương diện, nên Ngài lựa tìm một bóng cây rồi ngồi xuống. Và rồi Sayyi Rahula đến quỳ gần một bên, cất giọng điềm đạm: "Năm ấy, sau khi tôn giả Sariputta đi cùng với Đức Thế Tôn từ xứ Kuru về, tôn giả đã nhiệt tình suốt 3 buổi giảng về pháp quán niệm hơi thở cho đại chúng tăng ni rất kỹ càng. Đệ tử có thính pháp, có nghe
và cũng đã thực hành không dám sao lãng. Nhưng mấy hôm sau, đi khất thực sau lưng Đức Thế Tôn, đệ tử chiêm ngưỡng Thế Tôn, rồi ý nghĩ sau đây phát sanh: cha ta, Đức Thế Tôn, có mỹ tướng cao sang, có phong độ oai nghiêm, đáng quý trọng xiết bao. Coi kìa, dáng dấp của Ngài như thất tượng Chúa uy nghi đỉnh đạt. Cha ta, Đức Thế Tôn, từ thần mặt trời xuất sanh, dòng dõi sư tử, quý tộc vương giả, đã phủi chân cung vàng điện ngọc mà ra đi. Ôi cha ta, Đức Thế Tôn, có dung sắc mỹ diệu đẹp đẽ, thế gian này không ai sánh được. Nghĩ thế xong, nhìn ngắm lại mình, đệ tử chợt khởi sanh tự tôn, tự mãn, hãnh diện vô cùng. Ta cũng đẹp đẽ, cũng quý tướng, cũng cao sang như Đức Thế Tôn vậy. Như đọc được tư tưởng của đệ tử, Đức Thế Tôn đã la rầy như sau: hãy chiêm nghiệm và quán sát sắc ấy. Này Rahula, không những sắc của Như Lai, mà tất thể sắc, sắc trong, sắc ngoài, sắc thô, sắc tế, sắc gần, sắc xa, sắc hiện tại, sắc quá khứ, sắc vị lai, tất cả chúng đều bị định luật vô thường, biến đổi, lụi tàn. Chúng không vĩnh viễn yên trụ như vậy đâu, dù một chớp mắt, một sát na. Thấy Rahula yên lặng, Đức Phật hỏi tiếp: thế khi Như Lai dạy bảo như vậy xong, chuyện gì xảy ra? Thưa đệ tử rất lúng túng, tâm trạng của đệ tử lúc ấy rất phức tạp, vừa hổ thẹn vừa phân vân. Hổ thẹn vì tư tưởng thầm kín đã bị Đức Thế Tôn bắt gặp tại trận. Phân vân là vì đệ tử đang quán niệm hơi thở, mà Đức Thế Tôn thì lại dạy mình quán sắc. Tuy nhiên đệ tử nghĩ, ai có thể hôm nay được Đức Đạo Sư trực tiếp chỉ dạy? Lại có thể nghĩ đến chuyện ăn, chuyện uống, chuyện khất thực trì bình để lo cho cái thân một cách phàm tục như thế. Thế rồi, đệ tử tự động rút về Chetavana, lựa tìm một cội cây, ngồi kiết già và yên lặng quán minh sát, xem thử cái sắc ấy nó ra sao. Được một lúc thì tôn giả Sariputta đi qua, ngay dừng lại nhìn ngắm đệ tử rồi nói: giỏi lắm, này Rahula, pháp quán niệm hơi thở có thể lắng dứt tất thảy lao xao phiền não. Nó còn đem đến hiện tại lạc trú rất dễ dàng. Hãy cố gắng đi nhé. Ta sẽ đi trì bình, rồi con cũng sẽ có một phần, một bát. Nghe vậy, đệ tử không dám nói gì, nhưng trong lòng vốn đã phân vân, lại thêm một tầng phân vân nữa. Ừ, hãy kể tiếp, Như Lai đang nghe đây. Cuối cùng, đệ tử cảm giác quán niệm hơi thở thích hợp hơn, dễ an trú hơn, dễ đi sâu hơn. Nên mấy năm nay, đệ tử thường tới lui các định, có hỷ trú, có lạc trú. Còn quán sắc quá phức tạp, đệ tử chỉ thấy được sắc thô, không thấy được sắc tế, nên minh sát ít tiến bộ, bạch Đức Tôn Sư. Rồi sau đó, ra sao nữa, này Rahula? Chư Tôn Túc trưởng lão, vì nào cũng bận rộn bởi hàng trăm học chúng, hàng ngàn học chúng, cả tăng ni và hai hàng cận sự, nên đệ tử không dám hỏi ai, cứ thầm lặng tu tập, lắng nghe, học hỏi. Đệ tử cũng phải để mất khá nhiều thì giờ cho những việc nhăn nhít, lặt vặt, loanh quanh. Không nhăn nhít, không lặt vặt, không loanh quanh đâu. Đức Phật mỉm cười, việc quét tước, dọn dẹp, đại giảng đường, sân vườn, liêu thất, lối đi, sắp đặt vật dụng các phòng ốc, bệnh xá, phòng tiêu, phòng tắm, những lu nước, chỗ thức ăn tàn thực cho kẻ đói nghèo, đều là những công việc nặng nề đấy. Tuy nhiên, nhờ lao tác, nhờ công việc tay chân ấy mà trầm tĩnh, điềm đạm, nhẫn nại, vị tha, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cũng từ đấy mà vững vàng, thêm sức mạnh. Có phải như vậy không, Rahula? Thưa vâng, đúng là vậy. Nhưng tu viện nhờ có sẵn cả hàng trăm vị tỳ khưu trẻ cùng chúng sa di nữa, bạch Đức Thế Tôn. Ừ, Như Lai biết và nhiều vị trưởng lão cũng hằng khen ngợi những người siêng năng chấp tác công việc phục vụ. Vậy khi làm việc thì nên niệm hơi thở hay nên quán sắc, này Rahula? Thưa tôn giả Sariputta dạy là không cần niệm, không cần quán cái gì cả. Việc nào làm ra việc nấy, phải biết chú tâm. Phải biết quan sát từng lúc từng khi, kể cả từng mấy động duyên khởi, rất nhỏ nhiệm, vi tế. Ồ, hay lắm, chính xác là vậy. Không cần niệm quán gì cả,
cái xẻng là đề mục, cái chổi là đề mục, hốp rác là đề mục, cánh tay đưa ra là đề mục, cái chân bước đi là đề mục, gánh nước là đề mục, bữa củi là đề mục. Có phải vậy không Rahula? Đúng là tôn giả Sariputta đã dạy như vậy, cụ thể là như vậy, để giáo giới cả hàng trăm ông sư không chịu nhích cái tay nhích cái chân, lúc nào cũng viện cớ tôi ngồi thiền, tôi bận ngồi thiền. Tôn giả Ananda, Nanda ngồi bên, đồng cất tiếng cười xòa. Đức Phật cũng mỉm cười, nhưng Ngài còn ân cần hỏi tiếp. Vậy thì cái sắc từ đầu câu chuyện này là thế nào, hả Rahula? Sau đoạn đối thoại giữa Đức Thế Tôn và Tôn giả Nanda, nói về hơi thở định, nói về hơi thở tuệ, rồi sang chỗ không những sắc mà những cảm thọ, những tưởng tri, những tâm hành, những thức tri cũng phải cần minh sát như thực tướng. Đệ tử sực nhớ lại chuyện xưa, nhìn lại sắc của Đức Thế Tôn, đệ tử muốn phát biểu một câu, nhưng còn sợ sợ, còn ngại ngại. Tôn giả Ananda khuyến khích, cứ nói đi Rahula, cứ như thực tri mà nói. Đúng như thế đó, tương tự như thế đó, chính đệ tử muốn nói là sắc của Đức Thế Tôn, năm 35-36 tuổi là như thực tướng, thì sắc của Đức Thế Tôn, 46-47 tuổi, cũng như thực tướng. Về sau này, thân thể Đức Thế Tôn có già lão, thì sắc ấy, sắc già lão ấy cũng phải được nhìn ngắm như thực tướng. Vì chưa phải là những bậc lậu tận, nên lời phát biểu này của Rahula làm cho cả Ananda, Nanda đều im lặng, không dám nhận xét. Đức Phật gật đầu, Rahula nói đúng đấy, mọi sắc, mọi thọ, mọi tưởng, mọi hành, mọi thức đều được nhìn ngắm như thực khi chúng đang là duyên khởi, khi chúng đang là vận hành, khi chúng đang là tương duyên, khi chúng đang là tương quan, khi chúng đang là tương hệ, thì chúng đều là như thực tướng, như thực tánh hết. Pháp bất tử là ở đấy mà vô sanh, niết bàn cũng ở đấy. Cứ hãy như vậy mà y chỉ thọ trì. Lời giáo giới tối hậu này không dễ gì các vị đang có mặt như thực liễu tri được. Thế gian thanh tịnh. Sau mấy ngày ở lại rừng cây đa, ngoài thì giờ đi trì bình khất thực tại kinh thành quê hương, Đức Phật có cả thảy 4 thời pháp lớn cho đại chúng đi theo, cũng như chư tăng ni hai viện ở Kapilavatthu. Đức Thế Tôn cũng có để dành thì giờ đi thăm lại kinh thành, nói pháp đến cho đức vua Mahanama, quan lại chiến sĩ nội cung cũng như bá tánh. Dòng dõi Sakya lúc này họ đã tu tập khá tốt, giữ giới khá tốt. Những kiêu căng ngã mạn vốn như bản chất kiêu hùng của dòng dõi chỉ còn tồn tại nơi một thiểu số người. Tôn giả Ananda còn thay Đức Phật thuyết thêm một số thời pháp thuận thứ cho hai hàng cư sĩ nữa. Riêng Đại Đức Nanda, Sayi Rahula được tự do đi thăm viếng đó đây, nhưng họ cảm thấy không còn thích hợp ở chỗ cảnh xưa người cũ nữa rồi. Hình ảnh quá khứ chỉ thoáng hiện qua rồi mất hút, trở nên lờ mờ và nhạt nhẽo. Người vật cảnh cũng như vậy, nhưng họ biết rõ, tâm trí họ giờ nhẹ nhàng, thanh, cao và sáng hơn thế nhiều. Như ở cảnh giới khác, nhất là Đại Đức Nanda, ông cảm thấy rất rõ ràng là vừa trải qua một giấc mộng có vẻ ngây thơ và bất thực. Thế thời gian phải lẽ, Đức Phật và đại chúng rời Sakya đến Koliya thăm sinh hoạt của tăng ni, thấy ở đâu cũng đi vào nề nếp. Ở lại Devadaha 3 hôm, tùy duyên giáo hóa đây đó, bước chân du hành của đại chúng lần lượt ghé các quốc độ Mala, Vachi, Lichavi, rồi dừng tại Đại Lâm, nơi trùng cát giảng đường. Tại Mala, du sĩ Bhagava hỏi Đức Phật về tỳ khưu Sunakhatta khi y tuyên bố từ bỏ giáo pháp của Ngài. Đức Phật xác nhận chuyện ấy. Sau đó, Ngài đã cặn kẽ giải thích là do Sunakhatta không tìm được an vui trong đời sống ly dục thoát khổ, mà chỉ muốn tìm kiếm những năng lực siêu nhân. Vấn đề thần thông, sự khởi nguyên của thế giới, Đức Phật tuy có thực tri thực chứng, nhưng Ngài không xem vấn đề ấy là quan trọng. Đối với Ngài thì một đời sống bình thường, giản dị, an lạc và giải thoát mới là trọng tâm của giáo pháp. Du sĩ Bhagava gật đầu,
Phải rồi, Sunakata có nói, giáo pháp của Sa môn Gotama chỉ nói đến sự diệt tận khổ đau phiền não, chớ có gì đặc biệt, chắc gì đã hơn các vị A-la-hán khác tại Vesali này. Tức là y có vẻ ca ngợi, tán thán lõa thể. Korakhatiya tu hạnh chó đi bốn chân, bò lết trên đất, dùng miệng ăn vật cứng và mềm trên đất. Chuyện ấy ra sao, hư thực ra sao, bạch Đức Thế Tôn? Quả đúng như vậy, lõa thể Korakhatiya sống theo tà kiến, chấp chặt tà kiến. Như Lai thấy rõ, biết rõ cảnh giới đi và về của ông ta. Trong lúc Sunakata ca ngợi đấy là một vị A-la-hán tốt đẹp, thì Như Lai bảo, trong một tuần lễ nữa, ông ta sẽ trúng thực và chết, rồi tái sanh thành loài Kala Kanchaka, một loại Atula thấp kém, hạ liệt nhất, bị quăng trong nghĩa địa, trên đống cỏ bẩn. Mặc dù Sunakata đến gần bên lõa thể, khuyên ăn uống tiết độ, rồi ngồi đếm từng ngày, nhưng sự kiện xảy ra đúng như Như Lai đã nói. Im lặng một lát, du sĩ Bhagava gật đầu. Tâu vâng, sự thực là như vậy. Thế còn tướng và tâm của lõa thể Kandaramasuka thì sao? Người được mọi người kính trọng do y tuyên bố có 7 giới hạnh. 1. Trọn đời lõa thể. 2. Trọn đời không mặc y áo. 3. Trọn đời không hành dâm. 4. Trọn đời không uống rượu. 5. Trọn đời không ăn thịt. 6. Trọn đời không ăn cơm cháo. 7. Trọn đời không đi ra khỏi thành Vesali. Bạch Đức Thế Tôn: đúng vậy, này Bhagava, Sunakata cũng xem lõa thể này là một bậc A-la-hán quý trọng, còn Như Lai thì thấy rõ, biết rõ, không lâu đâu, ta mạng ngoại đạo, lõa thể Kandaramasuka sẽ từ bỏ 7 giới hạnh, nhúng mùi tà kiến ấy, mặc áo, ăn cơm và lập gia đình. Và đúng như lời của Đức Thế Tôn không phải là tiên tri, mà đã nói đúng sự thật như thực là vậy. Bây giờ y đã lập gia đình và có một đời sống còn tệ hơn một kẻ phàm tục. Cũng tại Vesali này, lõa thể Patikaputta thì có vẻ ngông cuồng hơn. Y tuyên bố ngổ ngáo rằng Sa môn Gotama là người có trí, có thể hiển lộng thần oai pháp thượng nhân. Thì ta cũng vậy, nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa đường đến đây, thì ta cũng chịu khó đi nửa đường còn lại để đấu pháp, xem ai hơn, ai kém. Tuy nhiên, nếu Sa môn Gotama biểu hiện một pháp thượng nhân, thì ta sẽ ra oai hai pháp thượng nhân. Nếu Sa môn Gotama thực hiện bốn pháp thượng nhân, thì ta sẽ hiển lộ tám pháp thượng nhân. Khả năng và trình độ của Sa môn Gotama bao giờ cũng chỉ được một nửa so với ta vậy. Ừ, mọi người ai cũng nghe lõa thể Patikaputta tuyên bố như thế. Riêng Sanukhata thì hết lòng, nhiệt tình, ca ngợi lõa thể này một cách quá đáng. Bạch Đức Thế Tôn, y nói rằng, bậc A-la-hán này có thượng nhân, còn Sa môn Gotama thì có pháp thượng nhân đâu, mà nói rằng đấu với không đấu. Vậy thì sự thực như thế nào, Bạch Đức Thế Tôn? Đức Phật mỉm cười, này Bhagava, quả đúng như vậy. Hai vị lõa thể trước, Như Lai đã nói rõ vận mạng của họ y như thế, thì lõa thể Patikaputta này, Như Lai cũng nói cho biết trước là y sẽ bị bể đầu mà chết nếu không chịu từ bỏ lời nói khoe khoang dối láo, tà tâm và tà kiến ấy. Nghe nói lõa thể Patikaputta đã chết rồi, Bạch Đức Thế Tôn. Vậy thì Như Lai đã thấy trước, biết trước điều ấy, có phải là thực chứng thần thông không, này Bhagava? Tâu vâng. Như Lai không những thực chứng tất thảy mọi thắng trí trên đời này, mà Như Lai còn biết về khởi nguyên của thế giới và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng nếu Như Lai giảng nói một cách đầy đủ mọi ngõ ngách chi ly, nhân duyên và quả của chúng, thì sẽ mất 100 năm, 200 năm, 300 năm cũng không thể, cũng không đủ thời gian, nề Bhagava. Tuy nhiên sau đó, Đức Phật cũng nhẫn nại nói sơ cho vị du sĩ này nghe về sự khởi nguyên của thế giới. Sự tạo tác ban đầu có tính cách truyền thống là do nhiễm dục lạc, nhiễm tâm trí ra sao. Cuối cùng, Đức Phật đính chính lại một quan niệm sai lầm mà ngoại đạo gán cho Ngài, bảo Ngài có tuyên bố câu: khi một ai đạt được thanh tịnh giải thoát, thì vị ấy thấy thế gian, mọi vật đều là bất tịnh. Sự thật là Đức Phật có tuyên bố với nguyên văn như sau:
Khi một ai đạt đến thanh tịnh giải thoát, thì vị ấy thấy thế gian mọi vật đều thanh tịnh. Nhờ sự xác minh đính chính này của Đức Phật mà người ta không còn xem giáo pháp của Ngài là bi quan tiêu cực yếm thế, khi cho thế gian là bất tịnh để đi tìm sự thanh tịnh ở đâu đâu bên ngoài cõi đời. Mà chính là Đức Phật và giáo hội sống thanh tịnh giữa lòng thế gian vì hạnh phúc và an vui cho chúng sanh trời và người vậy. Như Lai là một nông dân. Thời gian tại Đại Lâm, Đức Phật còn phải giảng nói cho Mahali cùng với một số đông dân chúng người Lichavi khi tỳ khưu Sunakata từng khoe khoang là sau 3 năm sống gần Đức Phật, ông ta tu tập có khả năng thấy được sắc tướng mỹ diệu của thiên nữ, nhưng chưa nghe được âm thanh của họ. Điều ấy rất nhiều người không biết hư thực ra sao. Đức Phật trả lời là thiên sắc thiên âm gì cũng có cả khi tu tập định nhất hướng với mục đích như vậy. Một hành giả sau khi đắc định, nhất là định tứ thiền, trở lại cận định của tứ thiền, vì ấy hướng tâm đến các phương với mục đích thấy được thiên sắc, nghe được thiên âm, thì vị ấy có thể đạt được sở nguyện. Không dừng lại ở đó, Đức Phật còn khôn khéo, thiện xảo, dẫn Mahali và hội chúng Lichavi từ thiền định thắng trí lên bốn đạo bốn quả và niết bàn. Và cái rốt ráo này mới chính là mục đích của sa môn hạnh. Cuối thời Pháp, cũng do Mahali và hội chúng Lichavi còn thắc mắc thân thể và linh hồn là một hay là hai. Đức Phật mỉm cười trả lời rằng, khi nào quý vị tu tập chấm dứt tất cả khổ đau phiền não rồi, thì sẽ thấy rõ câu hỏi đó thuộc về hí luận, rỗng không, phù phiếm và vô ích. Rời Vesali, vượt sông Ganga, dừng chân tại Pataligama, rồi Đức Phật và đại chúng về Veluvana. Tuy nhiên, mùa mưa năm ấy, Đức Phật lại an cư tại làng Ekanala, gần núi Dakshinagiri, phía nam kinh thành Rajagaha. Tại đây, Đức Phật thấy có cơ duyên quá độ một vị đại điền chủ, sau này sẽ trở thành một vị A-la-hán. Đấy là ông Bà La Môn, Kasi Bharatvaja. Chuyện sau đó kể rằng, hôm ấy, Bà La Môn Kasi Bharatvaja chuẩn bị làm một cuộc lễ hạ điền trọng thể trước khi vào vụ cậy bừa cả hàng ngàn mẫu ruộng của ông ta. Đội quân chăm lo nông vụ này là 500 thợ cày trai tráng, mạnh khỏe, 500 lưỡi cày và 3.000 chú bò sung túc. Ông còn chu đáo sai gia nhân nấu cơm trộn sữa cho quan khách, thợ thầy rất đầy đủ trước khi chuẩn bị ra đồng. Đúng vào lúc ấy, Đức Phật xuất hiện chỉ có một mình với bình bát trên tay, đại y vắt vai với hào quang 6 màu dập dờn từng đôi một. Rồi Ngài dừng lại cách một quãng trước mặt vị gia chủ cùng thầy thợ. Dung sắc mỹ diệu và thái độ trầm tĩnh tự tin của Đức Phật làm cho mọi người đều im lặng, chiêm ngưỡng. Riêng Bà La Môn Kasi Bharatvaja thì đã có nghe danh Đức Phật, nhưng ông không thích giáo hội ấy, chỉ gồm toàn những người ôm bát đi xin ăn, làm biếng lao động chân tay, ăn hại xã hội. Vì nghĩ vậy, sau khi biết đấy là Đức Phật, Bà La Môn Kasi Bharatvaja cất giọng rất lịch sự, nhưng bên sau là cố ý công kích chế nhạo. Thưa Sa Môn Gotama, chúng tôi là nông dân, chúng tôi phải cày bừa, phải gieo mạ, phải bón phân, phải tưới nước, phải chăm sóc, phải gặt hái, mới có được hạt lúa, mới có gạo thổi cơm. Ôi biết bao nhiêu là khó khăn vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được cái ăn để duy trì sự sống. Còn Sa Môn Gotama và chúng đệ tử thì như thế nào? Chư tôn giả không cày bừa, không gieo mạ, không bỏ phân, không tưới nước, không chăm bón, không gặt hái, không đổ mồ hôi, không tốn công sức mà đòi có cơm ăn hay sao? Phải lao động, phải làm việc mới có cái ăn chứ. Đức Phật mỉm cười với sắc diện tỏa sáng dịu dàng như trăng rằm, rồi chậm rãi đáp: Này gia chủ Kasi Bharatvaja, Như Lai cũng là một nông dân, Như Lai cũng cày, cũng bừa, cũng gieo trồng, cũng bỏ phân, tưới nước, cũng tốn công sức chăm bón và gặt hái đó chứ. Bà La Môn Kasi Bharatvaja bất giác cười rộ: Thế cậy bừa của Sa Môn Gotama đâu? Dụng cụ nông tang đâu? Rồi còn nào bò, nào ếch, hạt giống đâu? Vậy thì nước tưới cái gì, bón phân cái gì và gặt hái cái gì?
thật là nực cười. Giọng của Đức Phật vẫn toát ra âm thanh điềm đạm, ôn nhu, từ hòa. Này Điền Chủ, ông không biết đó thôi, hạt giống để gieo cày của Như Lai là đức tin, giữ gìn luật giới và hạnh kiểm là nước tưới, cày và ách là trí tuệ, cán cày là biết hổ thẹn tội lỗi, dây cương là tâm ý an định, lưỡi cày và roi điều khiển là chú niệm. Này Điền Chủ, con người sống giữa cuộc đời mà nếu không có đức tin, không có hạnh kiểm tốt, không có sự sáng suốt, tỉnh thức, không biết hổ thẹn tội lỗi, không có tâm trầm tĩnh, ổn định, không có chú niệm trong mỗi một việc làm, thì con người ấy ra sao? Cuộc đời này sẽ ra sao, Điền Chủ? Bà La Môn cảm thấy thấm thía quá, thú vị quá. Ông uống từng lời, có vẻ yên lặng lắng nghe. Đức Phật nói tiếp, này Điền Chủ, ông chăm sóc, giữ gìn ruộng nương, thì Như Lai chăm sóc, giữ gìn hành động và lời nói. Ăn uống có tiết độ, tri túc và dị giản trong mọi nhu dụng hàng ngày. Dùng hạnh chân thật để đối trị với gian xảo, lừa dối. Và đạo quả A-la-hán là thành quả ruộng nương của Như Lai. Này Điền Chủ, cố gắng, nỗ lực là những con bò đưa Như Lai đến trạng thái không còn bị trói buộc, thẳng tiến bất thối chuyển, đi mãi đến nơi không còn sầu não. Còn nữa, công lao khổ nhọc cày bừa gặt hái ấy, nay Như Lai đã thành tựu, đã viên mãn, đạt được quả trái bất tử, giải thoát tất thảy khổ đau phiền muộn. Này Điền Chủ, Đức Phật thuyết giảng thế xong, Bà La Môn Kasiparatvacha kinh cảm, phát sanh đức tin, hối hả sai gia nhân bưng một bát lớn cơm trộn sữa dâng cúng đến ngài, rối rít nói: vậy xin tôn giả thọ nhận vật thực này. Tôn giả quả thật là một nông dân đã gieo trồng và gặt hái được trái quả bất tử. Đức Phật đưa tay ngăn bát lại không thọ nhận. Việc thực thọ nhận do thuyết giảng giáo pháp kệ ngôn thật không thích đáng cho Như Lai dùng. Này Điền Chủ, đây là thông lệ của chư chánh đẳng giác. Khi nào truyền thống tốt đẹp này được duy trì, thì sự nuôi mạng chân chánh còn được bảo lưu tôn trọng. Và chính đời sống phạm hạnh thiêng liêng trong sạch ấy của chư vị thánh nhân mới là phước điền vô thượng cho chư thiên và loài người. Nghe thế xong, Bà La Môn Kasiparatvacha lại càng tăng trưởng đức tin thêm nữa, hỷ lạc dâng rần rần. Sau đó, Đức Phật còn giảng thêm cho ông ta nghe những cách cúng dường đúng chánh pháp là như thế nào. Mọi hiểu lầm nghi nan của ông không còn nữa, mắt ông sáng lên, thấy được con đường. Ông xin quy y Tam Bảo, trở thành một người thiện nam. Nhân duyên của vị Điền Chủ này còn hơn thế nữa. Trong thời gian Đức Phật còn an cư tại ngôi làng Ekanala, gần núi Dakshinagiri này, ông ta đã từ bỏ tất cả tư gia điền sản, xin được xuất gia sai di. Được biết rằng thời gian sau, ông được thọ đại giới, sống hạnh độc cư, tinh cần tu tập và ông đã trở thành một bậc lậu tận A-la-hán thánh quả. Cho xin một chiếc lông. Hôm kia, đột ngột Đức Phật trở về Veluvana vì Ngài biết ở đây đang xảy ra vài vụ việc lộn xộn. Và quả thật vậy, đầu tiên tôn giả Mahakasapa đến trình bày với Đức Phật một số việc liên hệ đến tăng, đến học giới, cần chế định ban hành. Số là hôm kia, tôn giả Mahakasapa khởi hành từ Savatthi khoảng chừng 30 do tuần thì dừng chân tại thành phố Alavi, nghỉ đêm tại tháp Akalava. Nơi này tôn giả và hội chúng của Ngài đã dừng chân hành hóa khoảng 5 năm về trước nên khá quen thuộc. Sớm hôm sau, tôn giả ôm bát đi vào thành và ngạc nhiên khi thấy thái độ của dân chúng. Một số người thấy Ngài thì họ quay mặt đi hoặc tránh né sang đường khác. Một số nhà thì có vẻ e ngại nên nhẹ nhàng khép cửa lại và đa phần họ không đặt bát. Phần vật thực ít ỏi nhận được hôm đó chỉ là vài muỗng cơm, chút cà ri của gia đình một cư sĩ nghèo. Khi tôn giả hỏi lý do tại sao lại phát sanh chuyện khác thường như vậy, thì có một cận sự nam tình thật thổ lộ cho biết. Thuở trước, tôn giả đi hành hóa dừng chân ở đây với hội chúng 500 vị du tăng đầu đà, dân chúng rất kính trọng và mến mộ. Vật thực đặt bát hàng ngày cũng như tứ sự, dù chưa tăng đông đúc như thế, nhưng lúc nào cũng đầy đủ.
do tính tâm của nhiều người. Hội chúng chư vị trưởng lão khác đến đây hoằng pháp mấy năm sau cũng vậy. Nhưng gần đây, chư vị trưởng lão Tôn Túc theo gót chân hành hóa sang phương khác thì có một hội chúng mới tìm đến. Nhóm hội chúng này khoảng mấy chục vị, họ rất tà mạng. Cái gì họ cũng kêu gọi, cái gì họ cũng muốn người ta bố thí. Tôn giả nhíu mày hỏi, ví dụ cụ thể là cái gì nào? Thưa, cái gì họ cũng kêu réo. Ví dụ, hãy bố thí cho chúng tôi những vật liệu xây dựng cốc liêu như gỗ, ván, tre. Hãy bố thí người nam để hầu hạ. Hãy bố thí nhân công để làm việc. Hãy bố thí trâu bò, xe kéo, rìu, búa, cuốc, xẻng. Do vậy hiện nay, vừa thấy bóng dáng tỳ khưu, chưa biết là ai, dân chúng cũng như cư sĩ đã tìm cách tránh mặt đi vì sợ bị kêu gọi cúng dường hoặc sợ bị xin cái này xin cái nọ. Tranh cũng xin, cỏ cũng xin, chum ghè cũng xin, nước cũng xin, đất sét cũng xin, cái gì họ cũng mở miệng xin được. Trình bày câu chuyện xong, Tôn giả Mahakassapa thưa tiếp, bạch Đức Tôn Sư, chiều hôm đó có hiền giả Nikrodhakappa ghé thăm đảnh lễ và trình bày câu chuyện cũng tương tự. Ông ta nói, tôi và một tỳ khưu hậu cận tên là Vangisa, vốn sống ở Aklava Chetiya này. Nhưng do nhóm tỳ khưu kia lộng hành, tà mạng quá, không chịu nổi, nên chúng tôi phải trốn vào rừng sống. Nay trưởng lão đã đến đây thì phải tìm cách xử lý bọn chúng, dẫn dắt họ trở lại đời sống chánh hạnh, thanh tịnh mạng. Người đệ tử đi theo tức tối hậm hực, nhưng sau đó y đã nén giận, đọc lên một bài kệ rất hay, rất ấn tượng. Như Lai chợt mỉm cười, Như Lai biết tỳ khưu Vangisa ấy làm kệ thơ giỏi lắm, có lẽ y ứng tác ngay tức khắc. Đúng vậy, bài thơ ấy như sau: bọn chúng là lũ quạ, như bới rác trong bùn, hỡi gì thì xin nấy, xin tranh tre tấm lợp, xin gỗ hương củi mục, xin người nữ làm công, xin người nam hầu hạ. Hãy cho tôi trâu cày, hãy cho tôi ngựa kéo, cuốc xẻng và búa rìu, ghè chum uống và rửa, hố đào ỉa và đái, gối dựa và gối ôm, khăn nằm và khăn đắp. Chúng xin tất tần tật, da mặt dày hai lóng, mở miệng thối hầm phân, dạ xoa ăn thịt chết, còn ghê tởm bọn chúng, vắt cẳng chạy cho xa, trốn tà sư ác đảng. Bạch Đức Thế Tôn, mấy ngày hôm sau, chư trưởng lão Asachi, Mahanama, Yasa, Nayikasapa, Upali, Batiya, Bagakimbila, Bạch Thế Tôn. Mấy ngày hôm sau, chư trưởng lão Asachi, Mahanama, Yasa, Nayikasapa, Upali, Batiya, Bagakimbila, Nandiya cùng hội chúng ghé Alavi, rồi sau đó một hội đồng đã được thiết lập và nhóm chư tỳ khưu tà mạng kia đã được hành xử dựa theo những điều khoản Đức Thế Tôn vừa chế định tại Jetavana. Ngay chiều hôm ấy, Đức Phật cho triệu tập toàn thể tăng ni hiện đang có mặt tại Rajagaha cùng vùng phụ cận để nói về chánh mạng và tà mạng. Đầu tiên, Đức Phật kể lại chuyện hóa độ vị đại điện chủ Bà La Môn Kasiparatvacha ở tại làng Ekanala gần núi Dakshinagiri, rằng là ngay chính lúc thuyết pháp, nói đạo hay giáo giới kệ ngôn cho thí chủ với mục đích thọ nhận sự cúng dường cũng được xem là tà mạng. Rồi Đức Phật kể luôn một lần hai câu chuyện. Tích truyện thứ nhất, thở trước có hai anh em vị ẩn sĩ tu tập và sống nương tựa nhau tại một khu rừng bên bờ sông Ganga. Có một con rồng chúa tên là Manikantha ở gần đấy, do duyên quá khứ nên khởi tâm ái luyến người em, tức vị ẩn sĩ trẻ. Mỗi ngày thường tìm cách đến gần. Đợi lúc ẩn sĩ trẻ ngồi thiền, rồng Manikantha tìm đến âu yếm, quấn quanh thân bảy vòng, rồi phòng mang lớn trên đầu để che mưa đỡ nắng cho vị ấy. Do quá khiếp sợ nên thời gian sau, vị ẩn sĩ trẻ tuổi trở nên ốm o, gầy guộc, xuống sắc, xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Người anh thấy vậy hỏi lý do, người em thực tình kể lại mọi chuyện, rồi bảo là không có cách gì trốn thoát khỏi sự kinh sợ ấy được. Người anh do kinh nghiệm hơn, thông thái hơn, bèn chỉ cho người em biện pháp để đuổi con rồng ấy đi. Người anh nói,
loài rồng vốn quý viên ngọc mani hơn cả sanh mạng, thức ăn, vật uống, nhu cầu, tiện nghi, sở thích, gì gì, nó cũng nhờ vào viên ngọc như ý ấy cả. Bây giờ mỗi lần nó đến, em cứ mở miệng xin nó viên ngọc, cứ xin mãi xin hoài, 5 lần 7 lần. Thế là đến một lúc nào đó, nó ngán, nó sợ, nó không dám đến nữa đâu. Và quả thật như vậy, vị ẩn sĩ trẻ sau 3 lần xin viên ngọc là vật sở hữu quý trọng của rồng, con rồng Manikanta trốn biệt, mất dạng luôn từ đó. Câu chuyện thứ hai xảy ra trong hiện tại, số là có một số tỳ khưu ở tại một khu rừng. Có cây lá xanh tươi, có một đầm sen đầm súng, mát mẻ, tươi thắm hoa và ngào ngạt hương. Họ đang tu tập yên tĩnh như vậy, trải qua tháng ngày hỷ mãn, lạc mãn. Bỗng một hôm, có một đàn chim lớn, có lông cánh sặc sỡ nhiều màu, đến chiếm ngự khu rừng, chiếm ngự luôn đầm nước, cả đêm cả ngày quá ồn ào, quá huyền náo. Các vị tỳ khưu kia không còn yên tĩnh được nữa vì bị quấy rầy bởi tiếng hót, tiếng la, tiếng kêu, tiếng đập cánh, tiếng gọi đàn, tiếng tình tự, tiếng đánh nhau, chửi mắng nhau, tiếng cây lá khô gãy, làm cho một chút hỷ, một chút lạc của họ cũng không còn nữa. Hôm kia thất thểu, mệt mỏi trở về kỳ viên đảnh lễ Như Lai, họ kể lại chuyện trên. Như Lai đã chỉ cho họ phương pháp để đuổi đàn chim ấy đi. Như Lai nói, loài chim thường có lông cánh như vật trang điểm. Nó tự hào, hãnh diện, luyến ái lông cánh rực rỡ của nó. Vậy thì buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và cả ban đêm, chư vị ra đứng giữa rừng, la to lên rằng, hỡi các ngài chim trong khu rừng này, hãy lắng nghe tôi. Chúng tôi cần lông chim, chúng tôi cần lông chim, chúng tôi cần lông chim. Vậy mỗi ngày hãy hoan hỷ cho chúng tôi xin chỉ một chiếc lông. Mỗi ngày hãy hoan hỷ cho chúng tôi chỉ một chiếc lông mà thôi. Này đại chúng, đừng tưởng rằng loài chim, nó không nghe được tiếng người và nó sẽ không hay biết gì. Nó không nghe qua phân tích ngôn ngữ, nhưng nó cảm nhận bằng tâm do âm tiếng kia tạo ra. Cảm nhận bằng tâm nên nó biết, nó hiểu, và rồi nó sợ bị sinh lông cánh là vật sở hữu mà nó ái luyến, nên cả bầy đàn bèn bỏ đi phương khác. Và quả thật như vậy, sau 3-4 ngày chịu khó y theo phương pháp xin ấy, đàn chim bỏ đi không còn một móng. Kể xong cả hai câu chuyện, Đức Phật kết luận: Này đại chúng tăng ni, rồng và chim là loài thú, xin mãi xin hoài một vật mà nó quý trọng, nó sẽ không hoan hỷ. Không những không hoan hỷ mà nó còn chán, nó sợ, nó bỏ đi luôn. Còn loài người thì sao? Tiền bạc của cải, tài sản kiếm được, ai ai cũng gian lao vất vả. Nếu có tích lũy được ít nhiều, cũng phải khó nhọc lao tâm khổ tứ. Thế mà, những tỳ khưu ở Alavi, hãy gặp hai hàng cận sự hoặc dân chúng, thì cứ mở miệng xin đủ mọi thứ. Xin, 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 xin mãi, xin hoài, con thú nó cũng chán, huống hồ gì con người. Là bậc thiện trí thức, là tỳ khưu trong giáo hội của Như Lai, có nên làm như thế chăng? Rõ là kẻ ngu mới làm, còn bậc trí thì không như thế. Đối với pháp và luật của Như Lai, xin cái này xin cái kia là tà mạng. Quý vị hãy nhớ như vậy, không những mở miệng xin mà chỉ gợi ý, nhắc khéo để cho người ta biết mình cần vật này vật kia cũng là tà mạng. Đức Phật lại kể tiếp, tỳ khưu Ratthapala thuở còn là tại gia, con trai của một phú hộ tại Kuru, từ nhỏ chí lớn cho đến khi xuất gia, ông ta chưa hề mở miệng xin cha mẹ mình một cái gì cả. Hôm kia, vị phú hộ cất giọng buồn buồn tâm sự với con rằng, tài sản của ta không nhiều bằng ai, mà cũng không thua ai nhiều lắm. Trong kinh thành này, năm nọ, tháng này tháng nọ, biết bao nhiêu là người, không kể thân bằng quyến thuộc, đến cầu cạnh, nhờ cậy ta giúp đỡ tiền bạc, cũng không phải là ít. Thế mà con trai ta là người xứng đáng thừa kế gia sản. Từ nhỏ chí lớn, con chưa hề mở miệng hay gợi ý xin cha mẹ một vật gì, một sở hữu nào, là tại làm sao? Thanh niên Ratthapala cúi đầu lễ độ, cất giọng ôn tồn đáp: Thưa cha, trong sắc mặt dáng dấp của người đi xin vật này vật kia, không ai ưa thích, không ai có cảm tình cả. Còn về phần người cho, nếu cho, họ cũng bực bội không hoan hỷ.
nhưng nếu không cho, họ lại cảm thấy khó chịu áy náy trong lòng. Vì nghĩ như thế, nên con nguyện suốt đời không xin ai cái gì cả. Thế đấy, cả cha mẹ mình mà cũng không mở miệng xin, gợi ý xin. Nhờ cái trí ấy, cái tâm ấy, sau này Tỳ Khưu Ratthapala thà ăn nước cháo chua mà người tớ gái sắp đổ thải ra mương cống, chứ không ghé gia đình để được ăn thượng vị loại cứng, loại mềm. Sau khi gia đình dụ dỗ bằng nữ sắc, bằng hai đống vàng, đống bạc, Tỳ Khưu Ratthapala vẫn không động lòng. Đức Phật lại kể chuyện tiếp. Tỳ Khưu Sariputta trong một lần bị đau bụng quặn, dù ông ta đã dùng định lực trấn giữ cơn đau, nhưng sắc mặt xanh mét và mồ hôi toát ra đầm đề. Tỳ Khưu Mahamoggallana trông thấy bèn hỏi rằng: "Thưa sư huynh, bệnh này dường như là tiền căn, vậy khi còn ở tại gia, khi đau bụng phát sinh, sư huynh đã dùng thuốc gì để trị liệu?" Tỳ Khưu Sariputta đáp: "Thuở ấy, mẹ tôi thường nấu cháo gồm có gạo, đậu, sữa và gừng, ăn xong một bát là chấm dứt bụng quặn ngay." Có một vị trời nghe được, tức khắc mách bảo cho thí chủ, nên khi Tỳ Khưu Mahamoggallana đứng bát nơi nhà một cư sĩ nọ, ông liền thọ nhận được món cháo đặc biệt ấy. Khi Tỳ Khưu Mahamoggallana dâng bát vật thực chữa bệnh, thì Tỳ Khưu Sariputta từ chối, không thọ dụng, nói rằng: "Đức Tôn Sư có giáo giới, thân khẩu cử động có tội và thân khẩu cử động vô tội. Vật thực này do mở miệng nói ra mà có, tức là khẩu cử động có tội nên tôi không thể dùng. Dù ruột tôi có đau đớn, có đứt thành bảy khúc, cũng quyết không tà mạng. Vậy thì đại chúng, hãy ghi nhớ những chuyện ấy để làm gương. Ai không làm gương được, thì việc xin mở miệng hoặc gợi ý ấy sẽ trở thành pháp chế định tội tà mạng để công bố rộng rãi cho học chúng khắp mọi nơi. Là Tỳ Khưu Tăng Ni trong giáo pháp của Như Lai, mọi thức ăn vật uống, chỗ ở, thuốc men, nơi ngủ nghỉ đều không được xin, không được mở miệng, không được gợi ý bằng cách này cách nọ với hai hàng cư sĩ. Tứ sự có được là do sự bố thí, cúng dường, đúng pháp và luật, tức là do tình nguyện, tự nguyện và tâm hoan hỷ của nam nữ cận sự. Vậy mới được gọi là chánh mạng. Hãy như vậy mà y chỉ, mà phụng hành. Nhất chỉ thần thông Dhammamanupatta, đắc thánh quả A-la-hán và các thánh trí lúc 7 tuổi, và cũng là một trong số ít vị được đặt cách thọ đại giới không qua giai đoạn sa di tại quốc độ Manla. Sau đó vân mệnh Đức Phật trở về Veluvana để đi theo con đường hạnh nguyện xưa của mình. Đã 4 năm trôi qua, bây giờ Đại Đức Dhammamanupatta đã 11 tuổi. Theo với thời gian, Đại Đức càng ngày càng chín chắn, thuần thục trong tứ oai nghi, trong thái độ khu xử, cũng như trong công việc hàng ngày. Được chư vị trưởng lão giao cho hai nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, đúng với sở nguyện. Một là chăm sóc thu xếp lên lịch trình đặt bát hàng ngày tại tịnh xá hay tại tư gia thỉnh mời, bảo quản coi sóc các kho lẫm gồm ngũ cốc, vải vóc, dầu đèn, hương liệu người ta cúng dường đến tăng. Hai là phân phối chỗ ngủ nghỉ cho chư khách tăng với đầy đủ những nhu dụng cần yếu. Như vậy cũng có nghĩa là những vật dụng như mùng mền, chiếu gối, khăn tắm, dễ chùi chân, nước rửa, nước uống, nước tắm, các công trình như nhà vệ sinh, phòng tắm nước nóng, củi lửa cũng phải để tâm quán xuyến. Quả là hàng đống cả núi công việc phi bậc thánh không thể làm được. Tuy nhiên, nhân nào duyên đấy, bên cạnh Đại Đức Dhammamanupatta có cả hàng trăm vị sa di phụ việc. Trong số sa di này có mặt khiêm tốn một số bậc thánh từ sơ quả đến tam quả, và ngay tứ quả cũng có vài ba vị. Chính nhờ năng lực tâm linh của một số ít bậc thánh này, nhiều sức của những con ngựa thuần chủng, nó kéo phăng phăng cổ xe, mà trong đó sức ì, sức trì níu của những tâm sở biến nhát, giải đãi, hôn trầm mệt mỏi, giả dười của chúng phàm phu lúc nào cũng đông hơn đã bị vô hiệu hóa. Còn nữa, chư tăng đến và đi tại Trúc Lâm, 3/4 đều là những người còn quá nhiều phàm tính, tục tính. Cũng không sao, đấy là sự tồn tại tương quan tất yếu và cũng là cơ hội tốt cho chư vị học hỏi và tu tập thêm tâm nhẫn, tâm từ, tâm xả. Mấy năm nay, Đại Đức Dhammamanupatta nổi danh như một ngôi sao sáng,
do Ngài và hội chúng đã chu toàn mọi bổn phận, mọi trách nhiệm không chê vào đâu được. Còn nữa, do biết vị đại đức trẻ này có thắng trí bất khả tư nghì, nên chư khách tăng thường hay làm khó để thử tài của Ngài. Thường thì sự thu xếp chỗ ngủ nghỉ của Ngài rất nền nếp, chu đáo, có óc khoa học. Do nhờ thắng trí nên khi một nhóm tỳ khưu đến, biết họ chuyên trì kinh, đại đức thu xếp cho họ ở cùng chung sala với nhau. Các nhóm chung về luật, các nhóm chuyên về Abhidhamma, các nhóm chuyên thảo luận giáo pháp, các nhóm chuyên thiền định cũng tương tự vậy, ai cũng hài lòng. Vì như vậy là không ai quấy rầy ai. Riêng có những nhóm tỳ khưu thích nói chuyện thế tục, sinh hoạt tay chân, ăn nói còn thiếu kiểm soát, thiếu sự thu thúc, cũng được đại đức thu xếp cho họ ở chung với nhau với nụ cười bậc thánh trong tâm của Ngài. Ồ, các vị này chắc cũng sẽ được vừa ý vì những sở thích ưa cười nói ồn ào huyên náo của họ. Đấy là ban ngày, còn ban đêm khi có khách tăng đến, đại đức Dapa nhanh chóng nhập đề mục ánh sáng, xuống cận hành, dùng thần thông thắp ánh sáng nơi ngón tay trỏ của mình để dẫn mọi người đến trú xứ như đã chỉ định. Đến nơi, chỗ ngủ nghỉ lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ, với đầy đủ giường, nệm, gối, gậy chống, nước rửa, nước uống và cả chỗ tiêu, chỗ tiểu. Chính vì lý do này mà khách tăng truyền miệng với nhau nên ngày càng có nhiều nhóm ở xa tìm đến. Rất nhiều khi trúc lâm không còn đủ chỗ, họ lại yêu cầu được thu xếp chỗ ở bên ngoài, ngày càng xa hơn để làm khó, thử tài bậc thánh trẻ tuổi. Này đại đức quý mến ơi, hãy cho chúng tôi chỗ trú ngụ bên ngoài cũng được. Vậy chư vị thích ở chỗ nào? Thích chỗ nào tôi sẽ phân bố chỗ ấy. Có vị muốn thử tài, làm khó chơi. Thử ví dụ như tôi muốn ở đỉnh núi Gichihakuta, có được không? Đại đức mỉm cười. Được, không sao, chư vị hãy bước theo tôi. Thế rồi với ngón tay trỏ được thắp sáng, đưa lên cao, soi tỏ con đường, đại đức dẫn khách tăng rẽ đêm tối bước đi. Lạ lùng làm sao, chỉ chừng vài chục hơi thở, họ đã đến đỉnh linh thú với những hang, những động, những chỗ ngủ nghỉ, sạch sẽ, tinh tươm, trên những giường gỗ, giường tre, giường đá, đủ kiểu đủ loại. Một đồng 10, 10 đồng 100. Thế rồi, từng đêm, khách tăng xin trú ngụ tại hang núi Kẻ Cướp, sườn núi Isigili, sườn núi Vebara, hang Satapanna, Thất Diệp, tại rừng Sita, động Sapasundika, hẻm núi Gomata, hẻm núi Kapota, vườn xoài Chivika, vườn nai Madakuchi. Nhóm nào muốn ở đâu thì đại đức đáp ứng cho họ chỗ ấy trăm lần như một, đều chu đáo, thích nghi. Như vậy, chư vị trưởng lão cũng như chư khách tăng gần xa đều tán thán ca ngợi cái ngón nhất chỉ quan tướng thần thông của đại đức Dapa Malaputta. Tôn giả Mahakasapa mỉm cười tự nhủ, dùng thần thông để sắp xếp trú xứ cho tăng chúng trong những đêm trời tối tăm hay mưa gió như thế ấy, chắc đức tôn sư cũng không rầy la đâu. Mấy ông sư quậy phá. Vấn đề ngủ nghỉ tại trúc lâm đang yên ổn như vậy thì một hôm nhóm tỳ khưu Metiya và Bumachaka lặn lội từ phương xa tìm đến. Họ là những người sơ tu và nói là đệ tử của tôn giả Sariputta, nhưng ai cũng ngờ ngợ và khó chịu khi nhìn thấy cách mặc y, mang bát, đi đứng, nói năng của họ còn quá nhiều tục tính. Chỗ ở tại đại tịnh xá này tuy là hàng ngàn liêu thất nhưng bao giờ cũng không thừa chỗ. Những nơi tươm tất chu đáo, yên tĩnh nhất thường để dành cho chư vị trưởng lão tôn túc. Những nơi tương đối đàng hoàng tiện nghi thì để dành cho những vị thâm niên cao hạ. Chỗ khác thì để dành cho những nhóm học chúng kinh luật, Abhidhamma, thiền định. Chỗ khác nữa là chư khách tăng tôn túc, vãng lai. Chỗ còn lại là chư tăng tỳ khưu hoặc sa di nội trú để chăm lo mọi Phật sự, tăng sự trong ngoài. Bởi vậy, khi hai nhóm tỳ khưu Metiya và Bumachaka xin chỗ ở, đại đức Dapa Malaputta và chúng của Ngài chỉ có khả năng thu xếp chỗ ở tạm thời thôi. Thế là họ la ó, làm ầm ĩ và huyên náo lên. Dù giải thích thế nào, họ cũng đòi chỗ tốt, chỗ tiện nghi hơn. Thế là chư vị trưởng lão phải xuất hiện để răn đe, nghiêm khắc giáo giới, họ mới chịu yên.
Đại đức Đa Pa cũng không chấp trước gì, im lặng cho người quét tước, dọn dẹp, cho sắp đặt thêm những vật dụng thiếu thốn, đáp ứng một số tiện nghi cho họ. Yên ổn được mấy hôm thì phát sinh vấn đề khác cần phải chấn chỉnh. Các vị sa di đến trình với đại đức là họ thường hay ở mình trần, đi đây đi đó. Họ làm nước lai láng trong phòng tắm. Họ đi vệ sinh tiêu tiểu, không dội nước cho sạch. Họ quăng y bẩn bừa bãi trong phòng tắm hơi. Họ kỳ cọ lưng nhau rồi đùa bỡn, cười cợt thô tục. Có đôi vị vẽ hình lên thân thể. Chỗ ngủ của họ, gối kê, tắm đắp được rắc đầy dầu thơm. Họ ngủ chung giường chung chiếu, chung tắm đắp, hai ba người một chỗ. Họ ăn chung với nhau một bát, uống chung nhau một cốc. Thế rồi chư vị trưởng lão như Asachi, Vapa, Nadikasapa, Gayakasapa, Kaludaji đã phải họp chúng đưa ra những điều học trước đây đã từng chế định tại Kosambi để khiển trách la rầy họ và sau đó đưa ra những hình phạt tương thích. Vấn đề phức tạp thứ hai là thọ thực. Thường thì nhiều gia chủ trong kinh thành Rajagaha thỉnh chư tăng đặt bát cúng dường tại tư gia. Ngoại trừ những lần cúng dường lớn thì 500 vị, 100 vị, còn bình thường thì 5 vị, 10 vị, 20 vị. Cũng có đôi nơi 2 hoặc 4 vị. Có những thí chủ lại đích thân thỉnh những vị trưởng lão mà họ kính trọng ngưỡng mộ. Sự sắp xếp phân bố trì bình mỗi ngày theo yêu cầu của thí chủ cũng là bổn phận của Đại đức Dapa Malaputta. Vị nào không có trong danh sách này thì phải đi khất thực tùy ý trong kinh thành hoặc vùng phụ cận. Tại nhà ăn, chư vị trưởng lão làm nơi nương tựa cho chúng hoặc chư đại đức, tỳ khưu, sống nhiều năm, phụ trách những lớp giảng huấn, thường được Đại đức Dapa cho sa di dâng thêm bơ sữa hoặc dầu ăn thơm ngon cho quý ngài. Nhóm tỳ khưu Metiya và Bumachaka cảm thấy tủi thân, họ đợi hoài, cũng không có ai mời thỉnh tại tư gia. Họ đợi hoài, cũng chưa thấy đến phiên mình. Khi đi trì bình khất thực trở về nhà, thì chẳng thấy ai dâng cho mình những thức ăn ngon như chư vị trưởng lão, như chư đại đức sống lâu năm ở đây. Bực dọc, tức tối, họ đến gặp Đại đức Dapa Malaputta để chất vấn. Tại sao thức ăn của chúng tôi không có gì cả? Lúc nào cũng tầm thường thô tháo, không có phẩm chất, còn những vị khác thì thượng vị này trân vị kia. Cũng đúng thôi này các vị. Đại đức ôn tồn đáp, nhưng âm giọng rắn rỏi, nghiêm túc, vì đấy là những bậc tôn túc, thâm niên cao hạ, thì phải được kính trọng để dâng đến quý ngài những vật thực tương thích. Chư vị chỉ là những kẻ sơ tu thôi, hãy thấy rõ sự thực như vậy. Chư vị chưa có công đức gì, chưa có phước báu gì, giới đức, định đức, tuệ đức ra sao mà đòi ngồi ngang hàng với chư vị trưởng lão hay sao? Trong bụng họ vẫn căm gan, nhưng biết điều ấy đúng với sự thật, lát sau họ chất vấn tiếp. Cũng được đi, nhưng việc đặt bát cúng dường tại rất nhiều tư gia, sao đợi chờ hoài cũng không đến phiên chúng tôi. Hãy chịu khó, hãy kham nhẫn, sẽ có lúc đến phiên các vị thôi. Hôm kia, có một gia chủ đến thưa với Đại đức Dapa Malaputta là họ xin được thỉnh thường xuyên 4 vị đặt bát tại tư gia. Suốt 6 hôm như vậy, Đại đức tuần tự sắp xếp mỗi ngày 4 vị một cách đều đặn. Ngày nào cũng vậy, những ai thọ bát trở về cũng tán thán ca ngợi là gia chủ kia, cả vợ, cả con, cả gia nhân, ai cũng lịch thiệp, lễ độ, hoan hỷ. Còn vật thực như cơm, canh, loại cứng, loại mềm, đều ngon lành, tuyệt hảo. Cuối ngày thứ 6, gia chủ tìm đến Trúc Lâm, được Đại đức Dapa Malaputta đón tiếp nơi phải lẽ, khen ngợi sự trân trọng cúng dường, nói thêm một thời pháp thuận thứ để khích lệ, tạo thêm niềm tin cho gia chủ. Trước khi ra về với tâm hân hoan, vị gia chủ hỏi, ngày mai là bữa cuối cùng, không biết Đại đức sắp xếp cho những ai đến thọ bát tại tư gia. Thưa, ngày mai đến viên các vị sư thuộc nhóm Metiya và Bumachaka. Ra về, tâm vị gia chủ không được vui, tự nghĩ thầm, 6 ngày vừa rồi, ta có nhiều phước báu vì được dâng cúng đến những vị tỳ khưu đàng hoàng có giới hạnh. Tại sao ngày mai ta có cái duyên xấu gì xen vào mà mấy ông sư tồi tệ ấy là đến viên thọ bát tại nhà ta? Bực bội âm ỉ trong lòng, vị gia chủ về nhà dặn dò những người tớ gái. Ngày mai ta đi vắng, các người hãy sắp xếp chỗ ngồi thọ bát cho các ông sư ngay tại trong nhà kho. Và vật thực cúng dường nên nhớ là chẳng cần thượng vị thượng trân gì cả,
cơm tấm siêu ôi và nước cháo chua gì đó cũng được. Nghe đến phiên mình sẽ được ăn ngon vào ngày mai, nhóm tỳ khưu Metiya và Bumachaka mừng vui không ngủ được. Sáng ngày, khi họ mặc y mang bát đến nhà gia chủ, họ được mời ngồi trong nhà kho. Và khi họ tưởng thọ nhận được thượng vị loại cứng loại mềm, thì họ được gia nhân rớt đầy bát cơm hẩm và canh siêu. Mất mặt bể bàn tức giận, trên đường trở về, họ bàn bạc với nhau rằng chúng ta đã bị ông Dapa chơi khăm, chơi xỏ rồi. Không thế thì cũng bị hắn ta tìm cách ly gián với gia chủ, mới xảy ra cớ sự bị hạ nhục đáng hận như hôm nay. Mới về ngang cổng kỳ viên, họ đã thất thểu, rất y rất bát, rồi ngồi ủ rũ, im lặng, vai co rút lại, ôm gối nhìn xuống đất, trầm ngâm, xấu hổ. Lúc ấy, tỳ khưu Nimettiya, vốn là người quen thân với bọn chúng, đi qua thấy vậy, chào hỏi có vẻ ân cần quan tâm, nhưng cả ba lần vẫn không nghe ừ nghe hử. Hãy giúp chúng tôi, một người trong nhóm nói, nghe Đức Thế Tôn vừa về sáng nay, vậy Nico hãy vào trình bạch với Ngài là chúng tôi đã bị Đại Đức Dapa Malaputta bức hiếp tồi tệ, đã thông đồng với thí chủ để chơi khăm chơi xỏ đến cạn tàu ráo máng. Ôi, nhục ôi là nhục. Rồi họ kể lại chuyện cho tỳ khưu Nimettiya nghe. Cô ta cũng nổi sùng lên. Vậy là không được, vậy là quá đáng, quá đáng. Nhưng rồi cô chợt e ngại. Nhưng mà biết nói sao cho hay, tố cáo sao cho có ấn tượng đây. Bọn chúng lại tham mưu cho tỳ khưu ni cách nói và nói sao cho văn hoa bóng bẩy. Vị ni này không có giới hạnh, lại ngu si, tự dưng lại quàng việc vào mình, đã vào đảnh lễ Đức Phật rồi thưa như sau. Bạch Đức Thế Tôn, nơi nào đúng pháp và luật thì nơi ấy không có sợ hãi, tai họa và sầu khổ. Nơi nào không đúng pháp và luật thì nơi ấy có sự sợ hãi, tai họa và sầu khổ. Chính Đại Đức Dapa Malaputta đã hành xử không đúng pháp và luật, đã lăng mạ ô nhục đệ tử. Tưởng là gió lặng, nhưng mà bão đã nổi lên rồi, và lửa cũng đã bùng cháy lên rồi. Xin Đức Tôn Sư mình xét. Đức Phật lắng nghe trong im lặng, rồi bước vào hương phòng, để lại câu nói, dặn bảo các vị trưởng lão đang có mặt. Hãy dựa theo pháp và luật để hành xử việc ấy. Con trai của Như Lai như thế nào thì các ông đều đã biết rõ. Chư vị trưởng lão khi nghe vị ni vô duyên vô cớ cáo bậy, họ biết là ai xúi bẫy ở đằng sau rồi. Nhưng để cho sự việc được sáng tỏ, Đại Đức Dapa Malaputta được gọi lên để đối chứng. Này Dapa, Tôn giả Mahakasapa nói, ông đã bị vị ni này tố cáo là hành xử cái gì đó không đúng pháp và luật, đã lăng mạ ô nhục cô ta. Vậy thì sự thực thế nào, hãy trình cho chư trưởng lão biết. Đệ tử không biết vị tỳ khưu ni này. Đại Đức Dapa đáp, đây là lần đầu tiên đệ tử thấy mặt cô ta. Quả thật, đệ tử không rõ sự lăng mạ ô nhục ấy từ đâu mà nảy sanh. Tôn giả Mahakasapa vừa quay sang nhìn tỳ khưu ni Metiya để xem phản ứng, thái độ ra sao, thì thấy sắc mặt cô ta đã xanh mét, hơi thở dồn dập, có vẻ bồn chồn, rối loạn. Thấy vậy, Tôn giả Upali nghiêm khắc nói, tố cáo gian dối, bôi nhọ tư cách phẩm hạnh của một vị tỳ khưu, nhất là một bậc thánh lậu tận. Cô ni, người có biết là tội nặng lắm không? Nhìn dáng dấp, sắc diện oai nghiêm của chư tôn túc trưởng lão, tỳ khưu Nimettiya sợ hãi quá, đành phải thú nhận là do nhóm tỳ khưu Metiya và Bumachaka xúi dục. Cô vị ngu si dại dột, nhẹ dạ nên lỡ phạm lỗi lầm. Thế rồi, bọn chúng được chư trưởng lão gọi lên. Chúng đã không tỏ ra thành tâm cải hối, lại còn có vẻ căm hận tỳ khưu Nimettiya dám tố cáo mình. Sau đó, nội vụ được sáng tỏ. Bởi chúng có phẩm hạnh lôi thôi, ăn nói, đi đứng, y bác thiếu tăng tướng, thiếu tư cách, nên cư sĩ cận sự nào có trí, chỉ cần liếc nhìn qua là họ biết ngay. Vì ông cư sĩ này ghét bọn chúng nên chơi khăm như vừa kể. Lỗi không phải do Đại Đức Dapa Malaputta. Thế là nhóm tỳ khưu Metiya và Bumachaka bị phạt, nhốt ở trong phòng,
bị phạt làm vệ sinh nhà xí, vệ sinh mương cống, lao tác, bữa củi, gánh nước. Tỳ khưu ni được răn đe nghiêm khắc rồi gửi trả về ni viện để chư trưởng lão ni tùy nghi xử phạt. Chuyện chưa thôi, thế mà bọn chúng vẫn tánh nào tật nấy. Hôm kia chúng đi bác, thấy một con dê đực đang giao phối với một con dê cái trên sườn núi. Chúng tự đùa bỡn, gọi tên con dê đực là Tỳ khưu Dapa Malaputta, con dê cái là Tỳ khưu ni Metiya. Về tu viện, chúng kể oan oan chuyện ấy cho nhiều người nghe rồi kết luận. Không phải nghe bằng lỗ tai mà chúng tôi đã thấy tận mắt con dê đực Dapa Malaputta làm tình với con dê cái Metiya. Đức Phật đã phải gọi chư vị trưởng lão đến. Các ông phải họp đại chúng dựa theo 7 điều hòa giải các cuộc tố cáo tranh tụng được đúc kết tại kỳ viên để hành xử vụ việc. Ông Ananda còn thuộc lòng đấy, hãy tuyên đọc lại. Ông Upali cũng phải ghi nhớ cho chính xác, rồi sau đó các vị đưa ra những học giới chế định về các tội trạng này, cùng các tội tương tự, cũng đã phải lúc phải thời cho học chúng tăng ni các nơi noi theo. Vậy là tội cáo gian lần thứ hai này, nhóm Tỳ khưu Metiya và Bhumachaka bị trách phạt nặng nề hơn, bị nhốt kín trong phòng, không cho ai giao tiếp như bị tù. Thức ăn vật uống có chúng sa di mang đến đều chỉ là vật thực để tồn tại, chẳng có ngon bổ gì. 20 ngày sau, ra khỏi tù, các vị trưởng lão tổ chức một cuộc lễ, có hai vị luật sư tụng tuyên ngôn để bọn chúng có cơ hội thấy rõ tội rồi sám hối trước Tăng, sám hối trước Đại Đức Dapa Malaputta. 8 trường hợp úp bát. Tưởng là yên, ai ngờ chúng còn quậy phá nữa. Lần này chúng đến nhà một gia chủ giàu có tên là Vada, gốc dòng dõi Lichavi, nên được gọi là Vada Lichavi. Ông ta thường hộ độ chư Tăng Trúc Lâm. Chúng dùng lời xảo trá, toan hót, dựng đứng chuyện này chuyện kia, hậu lung lạc thuyết phục vị cư sĩ có máu mặt này đứng về một phe của mình. Chúng kể là thường bị Đại Đức Dapa hạ nhục phỉ báng, bức hiếp họ đủ điều, nên chuyện ẩm thực, chỗ ngủ nghỉ chẳng khác gì chuồng gia súc. Dapa còn có giới hạnh đạo đức lôi thôi, nhưng do nhờ hắn ta biết cung phụng, hầu hạ chư vị trưởng lão, nên luôn được họ bảo vệ, không những không trách phạt mà còn khen ngợi nữa. Gia chủ Vada Lichavi tâm tánh nông nổi, hời hợt, lại cả tin nên đã bất bình giận dữ, tìm đến Villuvana, chỉ tay vào mặt Đại Đức Dapa mà mắng nhiếc đủ điều, tố cáo ngài không có đạo đức, không có giới hạnh, thường hay toan hót nịnh bợ các vị trưởng lão. Ông ta còn trách chư vị trưởng lão bịt mắt làm ngơ, mặc dầu dông bão đã nổi lên ở đây rồi. Không ai hiểu chuyện gì cả, Đại Đức Dapa cũng thầm lặng lắng nghe lời vu khống, phỉ báng ấy, và tự tâm ngài biết rõ, đây chính là dư nghiệp từ quá khứ còn sót lại, phải kham nhẫn, phải an trú tâm từ tâm xả. Còn chư vị trưởng lão lại trình việc ấy lên Đức Thế Tôn, và ai cũng xác nhận sự thật bằng mắt thấy tai nghe là Đại Đức Dapa trong trắng như vỏ ốc, ngài vô tội. Tôn giả Ananda thì vô cùng bất bình, không đâu vô duyên vô cớ mà Đại Đức nhất chỉ thần thông vi diệu của chúng ta đã bị ông cư sĩ kia chỉ trích, nhiếc mắng quá đáng. Đức Phật mỉm cười nói rằng, không phải vô duyên vô cớ đâu, hoặc vô duyên vô cớ chỉ là một phát ngôn bình thường. Ai trong chư vị biết rằng, vào thời Đức Phật Vipassi, tiền thân Dapa là một cư sĩ trưởng giả, đã nhiếc mắng một bậc thánh lậu tận. Còn một nghiệp xấu tệ khác nữa là trong buổi cúng dường lớn có đầy đủ đức chánh đẳng giác Vipassi và chư tăng, đích thân vị trưởng giả lại rút tên, loại bỏ vị thánh Thanh Văn kia ra khỏi danh sách cúng dường. Duyên là vậy, cớ là như vậy đó. Nhóm Tỳ khưu Metiya và Bhumachaka bây giờ chúng xảo trá hơn, giấu mặt bên sau để ông cư sĩ kia chịu trận. Chư vị trưởng lão hãy nêu sự việc tội danh ra trước hội đồng để xử phạt chúng một lượt nữa. Nếu cứ mãi cứng đầu cứng cổ, không chịu thay tâm đổi tánh, thì ra điều luật chế định trục xuất khỏi tăng đoàn, không châm chước được nữa. Chiều hôm sau thì giờ rảnh rỗi, nhân chuyện người gia chủ nhiếc mắng Tỳ khưu Dapa Malaputta, Đức Phật giảng nói rộng rãi hơn về những nội dung tương tự cho đại chúng nghe. Đức Phật nói, giáo pháp chư chánh đẳng giác nào trong quá khứ cũng có phát sanh những trường hợp
do ai đó trong hai hàng cận sự nam nữ còn nhiều bụi rác trong mắt mà xâm phạm quả hại đến tăng chúng, nên các ngài có chế định những hình thức xử phạt tương thích để đối trị. Có 8 trường hợp cả thảy, Chư Tăng sẽ tụng tuyên ngôn với ý nghĩa rằng từ đây về sau không còn nhận sự cúng dường của vị gia chủ ấy, thí chủ ấy nữa. Cụ thể là khi thí chủ ấy, gia chủ ấy ra đặt bát, Chư Tăng im lặng không nói gì, chỉ úp bát lại không thọ nhận, rồi bước sang nhà khác. Hình thức úp bát đối với gia chủ là hình phạt nặng nhất dành cho cận sự nam nữ khi họ xúc phạm xâm hại đến Chư Tăng một cách quá đáng. Thứ nhất, vị cư sĩ nào do ghét một vị sư nào. Đây là trường hợp một vị tỳ khưu có giới hạnh đã cố gắng nỗ lực tìm mọi cách mọi phương tiện để cho vị tỳ khưu kia không có thức ăn vật uống, thuốc men, nhu dụng hàng ngày. Thứ hai, tương tự như trên, nhưng ở đây là tìm cách ngăn chặn, nói xấu, nói khéo thế nào đó để cho vị tỳ khưu chân chính mất những lợi ích lợi lạc về tu tập, về giáo pháp, về đời sống vật chất cũng như tinh thần. Thứ ba là cố gắng nỗ lực tìm cách này hay cách khác để cho vị tỳ khưu chân chính không có trú xứ, không có nơi ngụ cư hay không có cả chỗ ngủ nghỉ. Thứ tư là nhiếc mắng nhục mạ hoặc tìm cách cố gắng nỗ lực nói xấu vị tỳ khưu để hạ thấp tư cách phẩm giá vị tỳ khưu ấy. Thứ năm là cố tìm cách nói ly gián hầu chia rẽ vị tỳ khưu này với vị tỳ khưu khác. Cuối cùng, thứ sáu, bảy, tám là vị cư sĩ nào đó đã dùng lời nói hành động để phỉ báng, nhục mạ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Trong cả 8 trường hợp ấy, do Tăng biết rõ nên đã triệu tập một hội đồng công bố sự thật, tụng tuyên ngôn trước đại chúng, thì toàn thể Chư Tăng sẽ úp bát để trừng phạt gia chủ ấy. Sau khi Đức Phật thuyết giảng xong, chư vị trưởng lão biết mình phải làm gì. Đây cũng là một trường hợp điển hình nên xử lý để làm gương. Trường hợp gia chủ Vatalichavi nhiếc mắng, phỉ báng, bôi nhọ tư cách phẩm hạnh của Đại Đức Dhammapada rơi vào trường hợp thứ tư, nên chư vị trưởng lão cho họp hội đồng tụng tuyên ngôn, bố cáo rộng rãi là từ rày về sau, Chư Tăng chùa Trúc Lâm sẽ úp bát đối với gia chủ Vatalichavi. Sáng sớm hôm sau, Tôn giả Ananda nhận nhiệm vụ thông báo cho gia chủ, nên ngài đã y bát chỉnh tề đến tư gia nói rõ sự thật mà Tăng đã hành xử theo pháp và luật cho cư sĩ Vatalichavi hay, rồi giải thích thêm rằng Chư Tăng tuyên bố hình thức úp bát đối với hai hàng cận sự nam nữ được xem như hình phạt mà quý ngài không muốn nói ra, là từ rày về sau gia chủ không còn được thọ hưởng hạnh phúc cúng dường đến Chư Tăng Trúc Lâm nữa. Khi Tôn giả Ananda vừa rời chân đi khỏi cửa, cư sĩ Vatalichavi khi chợt hiểu rõ ý nghĩa của hai từ úp bát thì choáng váng mặt mày ngất xỉu rồi ngã xuống ngay tại chỗ. Sau đó, bạn bè thân hữu, bà con ruột thịt đã tìm cách phân ưu khuyên giải rằng: "Than van rên rỉ cái gì nữa, hãy tỉnh táo mà suy nghĩ đến cái điều gì nghiêm trọng hơn. Chư Tăng ai cũng úp bát cái ngôi nhà này thì thần Phước Đức, thần Quan Hỷ họ cũng bỏ mà đi luôn đó. Bây giờ hãy tẩm ướt cả đầu tóc, cả khăn áo, cùng vợ, cùng con, cùng gia quyến đến bên chân Đức Thế Tôn quỳ phục mà sám hối. Hãy thành thật nhận lỗi lầm vì ngu, vì dại, vì si mê và vì cả tin đã nghe lời xúi dục của mấy ông sư tồi tệ kia mà sinh ra cớ sự. Đức Thế Tôn và chư vị trưởng lão bao giờ cũng với cái tâm rộng lớn như hư không, như biển cả, sẽ tha thứ cho ông ngay." Gia chủ Vatalichavi được nghe lời khuyên chân chánh đúng đắn ấy nên đã nhất nhất làm đúng như vậy. Đức Thế Tôn Quan Hỷ xá tội, nói một vài pháp thoại nhắc nhở người gia chủ từ đây về sau đừng nên tin một cái gì, một điều gì mà mình chưa như thực thấy, chưa như thực nghe. Cuối cùng Đức Phật dạy chư vị trưởng lão họp hội chúng tụng tuyên ngôn mở bát đối với gia chủ Vatalichavi khi ông đã thành tâm sám hối cải hối rồi. Sau vụ việc này, tu viện Veluvana mới lấy lại môi trường sinh hoạt yên lặng và ổn định.